Sáng nay, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, trường chính trị tỉnh phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ quy hoạch cấp ủy cơ sở thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh năm 2024. Lớp bồi dưỡng nhằm thực hiện kế hoạch 180 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2024. Tại lớp bồi dưỡng, 273 đồng chí là cán bộ quy hoạch cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030 được bồi dưỡng cập nhật kiến thức về công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với quy định 144 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới, các quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở, cơ quan. Các đồng chí về dự học sẽ được nắm bắt thông tin những kiến thức cơ bản về công tác xây dựng đảng nói chung và một số nghiệp vụ kỹ năng trong công tác xây dựng đảng cơ sở để giúp cho các đồng chí cán bộ nguồn cấp ủy cơ sở nhận thức thêm bổ sung những cái nhìn nhận mới hơn về cái công tác xây dựng đảng ở ngay tại cơ quan đơn vị mình và trong đảng bộ khối các cơ quan tỉnh để từ đó góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh. Cùng với việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về nghiệp vụ công tác xây dựng đảng, các đồng chí tham gia lớp học được nghiên cứu chuyên đề về cấp ủy cơ sở với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Đây là nội dung rất quan trọng trong công tác xây dựng đảng hiện nay. Các thế lực thù địch đã có những cái thông tin xuyên tạc mà các cấp ủy cơ sở thì cần thiết là phải nhận thức đầy đủ về cái nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng để từ đó để xây dựng cho mình cái hệ miễn dịch làm sao để mà có cái chính kiến trong việc bảo vệ các quan điểm của đảng, xây dựng đường lối của đảng đúng đắn để thực hiện cái chủ trương mới của đảng cơ sở, đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống. Qua lớp bồi dưỡng nhằm thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đồng thời chuẩn bị nguồn cho công tác nhân sự Đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030.